Alo alo 1 2 3 4. Alo 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 Hello anh em, anh Long đây, và chào mừng trở lại với kênh Bloody Boot VN, người chơi hệ kể, tiếp nối sự kiện review mẫu MG Narrative VK với hơn 1.000 người xem công chiếu trực tiếp. Oh my god, giữ được top 1 số view cao nhất trong thời gian ngắn nhất, hơn 1.200 cái bình luận mà chủ yếu là mấy ông vô hóng kia vào quay. Thì vâng, tôi không cần phải giải thích và các con số đã đủ để trả lời sức hút của Kingdom UC đối với người chơi Kingdom vẫn là một cái gì đó vô cùng quyết liệt. Qua đó cũng cho tôi thấy được ngoài những Albin, Cao Ren, Bai Quy, Natra, Takeda, Dante, Wu Chen, Lancelot, Hesomian, Gawain, Thunder Gray các kiểu, vân vân và may may các loại mô hình chính hãng trung mà một ngày tôi phải diệt cả 100 bài spam ở trên nhóm, thì vẫn còn rất nhiều người đam mê mô hình Gundam. Không phải là tôi ghét hay là tôi không thích đồ chính hãng trung đâu các bạn. Kênh chúng ta cũng đã có review rồi, và review rất nhiều là đằng khác, nên làm sao mà ghét được, đúng không? Vấn đề ở đây là cứ mỗi sáng thức dậy, con mắt dưới vẫn còn chưa mở là anh ơi, con Gawain có đáng chơi không? Con Thunder Gray có đáng chơi không? Con Oracle có đáng chơi không? Con Sky Defender có đáng chơi không? Đạo Phộng, làm sao mà tôi biết được? Tôi có mua mấy con đó đâu mà tôi biết. Đi làm lương á thì ba cọc ba đồng, chứ có phải là tôi sinh ra ở vạch đất đâu. Đúng rồi, nên cái gì tôi mua tôi cũng phải suy nghĩ hết các bạn. Tháng này anh Long đã chi gần 10 triệu tiền kit. Nó phải thật sự đẹp và thu hút tôi từ ánh nhìn đầu tiên thì tôi sẽ mua, còn mua về không ưng thì như là con Astra thay ép. Dù sao thì video narrative cũng như một phép thử của tôi đối với người xem của mình. Yeah yeah. Một điểm đáng để mừng vì ít ra không chỉ mình tôi chơi Gundam AOZ. Ê, tao mới mua được con, nhưng mà tao không có chơi Hacker AOZ. Vậy thôi. Quay lại với câu chuyện như tiêu đề, nhờ lượt like đáng kể từ kênh chat cũng như là nguồn động lực chính của tôi để làm video đến tận hôm nay. Xin giới thiệu với các bạn, thế lực thù địch bậc nhất chưa ai qua được đối với liên bang trái đất, kẻ đàn áp đến xoáng cả ra quần hậu cuộc chiến một năm, hay còn gọi là One Year War, phe Neo Zeon. Cùng với đó là nhân vật phản diện chính của movie Gundam Narrative, kẻ bị ruồng bỏ, cũng như là cỗ máy có nguồn gốc chấp vá nhất của vũ trụ UC, Shinanju Style Narrativer. Mời các bạn ăn miếng nước, uống miếng bánh, chúng ta bắt đầu thôi nào. Mấy bạn xem video, mấy bạn nhớ like mạnh tay vào nha mấy bạn, tôi cảm ơn nha. Như đã hứa, em xin mời anh Hiếu gấp giọng tí nha. Ok Long nha. Chào các bạn, mình là Nguyễn Trung Hiếu, đến từ Hiếu Lego Hobby. Và hôm nay Hiếu xin phép các bạn đang xem trên kênh của Gunpla Debut VN được góp giọng cùng với Long một chút nhé. Ai Ok. Rồi, bắt đầu nha. Nếu bạn là người đam mê mô hình Gundam thì chắc các bạn đã từng nghe qua danh từ One Year War. Cuộc chiến một năm là đỉnh điểm của những xung đột giữa công quốc Zeon ở Saibar và liên bang trái đất. Quan hệ giữa hai bên đã căng thẳng từ khi Saibar tuyên bố mình là Cộng hòa Zeon, và tình hình chỉ trở nên tồi tệ hơn kể từ cái chết của Daikun và sự lên nắm quyền của gia đình Zabi. Hai nhân vật này dẫn đầu của Zeon mà trong video trước về narrative của Long ấy, Long có kể ấy. Anh em nào mà chưa xem thì xem đi. Hay lắm. Một năm sau khi tuyên bố thành lập công quốc Zeon và tẩy chay dã man những người ủng hộ còn lại của Zeon Daikun, Saibar ngày càng trở nên thù địch với liên bang trái đất. Zeon bước vào trạng thái huy động quốc gia, chia quân đội của họ thành một lực lượng tấn công không gian dưới sự chỉ huy của Doze Zabi và một lực lượng tấn công mobile dưới sự chỉ huy của Kisilia Zabi. Vào tháng 1 năm UC-79, công quốc Zeon chính thức tuyên chiến với liên bang trái đất, đánh dấu phát súng đầu tiên. Khi nhận được thông tin về việc công quốc Zeon phát triển một loại vũ khí mới gọi là Mobile Suit, chính phủ liên bang trái đất ban đầu đã coi nhẹ tầm quan trọng của những phát minh này. Mặc dù các gián điệp, điệp viên tình báo của liên bang thậm chí đã thu thập được các bản thiết kế, chương trình Mobile Suit của Zeon và các yêu cầu để bắt đầu nghiên cứu Mobile Suit của liên bang đã bị từ chối. Các quan chức của liên bang dự đoán rằng
một cuộc chiến tranh quy mô lớn theo cách truyền thống sẽ xảy ra, quyết định tập trung vào việc củng cố hạm đội không gian của mình và tin rằng cuộc chiến sẽ không bao giờ bùng nổ vì bất kỳ sự thù địch tiềm tàng nào. Zeon sẽ bị ngăn chặn trước một hạm đội không quân không gian của liên bang trái đất vượt trội. Tuy nhiên, chính sự chủ quan này đã dẫn đến những hậu quả khủng khiếp. Cuộc chiến một năm là cuộc xung đột lớn nhất, tàn phá nhất trong dòng thời gian Universe Century, cả về số lượng thương vong quân sự, số lượng dân thường và sự tàn phá trên toàn bộ khu vực trái đất. Cuộc chiến bắt đầu vào ngày 3 tháng 1 năm UC-79, khi công quốc Zeon phát động các cuộc tấn công bất ngờ vào các sai do liên bang trái đất kiểm soát. Trong tháng đầu tiên của cuộc chiến, vũ khí hủy diệt hàng loạt được sử dụng một cách bừa bãi với các lực lượng Zeon triển khai 3G, khí G3 vào các thuộc địa có người sinh sống. Và công quốc Zeon đã sử dụng vũ khí hạt nhân trong trận chiến Loam. Mãi cho đến khi hiệp ước Nam Cực được hai phe ký kết, trong đó giữa các điều khoản cấm việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ê, cái này có giống trong Sith không nhỉ? Hình như trong Sith nó có đoạn này sao ta? Với lực lượng không quân không gian của liên bang trái đất bị tàn phá, Zeon đã tận dụng lợi thế của mình bằng tổ chức một cuộc tấn công xâm lược trái đất, đổ các lực lượng Mobius Suit lên hành tinh trong một số chiến dịch vào tháng 3 năm UC-79. Điều này đã đánh dấu bắt đầu của một giai đoạn bế tắc dài giữa liên bang trái đất và công quốc Zeon. Với liên bang trái đất dần nhượng bộ cho đến khi Zeon kiểm soát được khoảng 2/3 bề mặt trái đất. Sau khi chịu toàn bộ thất bại nặng nề từ các Zeon Zakus, trong những giai đoạn đầu của cuộc chiến một năm, liên bang trái đất cuối cùng cũng đã học được một bài học cay đắng về sự thiếu hiểu biết và tự phụ, nhận ra rằng công nghệ Mobile Suit là sự tiến hóa tiếp theo của chiến tranh không gian, một dự án quân sự tối mật mang mã hiệu chiến dịch V, viết tắt của Operation Victory, đã được khởi động. Và đây là cái giai đoạn ấy đã có những phân cảnh rất là kinh điển ở trong các bộ phim Gundam. Mời tất cả các bạn cùng xem với tôi. Chiến dịch được thực hiện trong bí mật suốt nhiều tháng, sự giám sát của kỹ sư trưởng Tam Ray. Kết quả là các mẫu thử nghiệm Mobile Suit RX-77 Gun Cannon, RX-78 Gundam, theo sau đó là dự án RX-75 Gun Tank và một loại tàu chiến cách mạng được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ Mobile Suit. Chiến dịch V cuối cùng bị các lực lượng Zeon phát hiện vào ngày 18 tháng 9 năm UC-79, khi tàu chở hàng Wise Bay, một tàu tuần dương lớp Musai theo dõi trên đường đến đón các mẫu thử nghiệm Mobile Suit từ cơ sở nghiên cứu Sai 7. Chỉ huy tàu Musai Cha Azenable đã cử một đội trinh sát để xâm lược vào thuộc địa và điều tra về chiến dịch V. Một thành viên của đội trinh sát quyết định vi phạm lệnh và bắt đầu tấn công bến tàu, phá hủy nhiều module prototype của liên bang và giết hầu hết các thủy thủ của liên bang trong quá trình này. Trong sự hỗn loạn xảy ra, Amurore, con trai của Tem, đã thành công trong việc khởi động RX-782 Gundam và tiêu diệt hai chiếc Zaku đang tấn công thuộc địa, với cái giá phải trả là một lỗ lớn trên vỏ thuộc địa. Đánh dấu trận chiến đầu tiên được ghi nhận giữa các Mobile Suit và trở thành những cảnh phim kinh điển của Mobile Suit Gundam. Mặc dù một tỷ lệ đáng kể dữ liệu nghiên cứu của chiến dịch V bị mất do sự biến mất của Tam Ray và cái chết của các thủy thủ cấp cao, kết quả của chiến dịch V đã được chứng minh. Hiệu suất của Gundam vượt trội so với bất kỳ hệ Mobile Suit nào của Zeon, và từ đây khởi đầu cho các sự kiện trong Mobile Suit Gundam. Bước ngoặt của cuộc chiến diễn ra vào đầu tháng 11, khi liên bang trái đất phát động chiến dịch Odessa, một cuộc phản công chống lại các lực lượng Zeon ở Đông Âu, sử dụng chủ yếu là các lực lượng thông thường. Liên bang trái đất đã giành chiến thắng, đánh bại các lực lượng Zeon, buộc nhiều phần của lực lượng này phải rút lui hoặc đầu hàng. Sau đó, liên bang trái đất phát động một cuộc phản công của mình vào không gian, tấn công trụ sở lực lượng tấn công không gian Zeon tại căn cứ tiểu hành tinh Solomon vào ngày 24 tháng 12 năm UC-79. Ô, Noel này! Và sau đó đánh bại các lực lượng Zeon tụ tập tại Abaqui vào đêm giao thừa 31 tháng 12.
sau thất bại của Zeon tại Abaqui, Zeon chính thức đầu hàng, kết thúc cuộc chiến một năm vào ngày 1 tháng 1 năm UC08. Và đó là siêu tóm tắt về Zeon, từ một lực lượng dẫn đầu về công nghệ phát triển Mobile Suit với lý tưởng bình đẳng cho những người sinh ra trong không gian, trở thành kẻ độc tài, bành trướng và khởi động cuộc chiến một cách cực đoan rồi sụp đổ. Và nói đến đây, nói lui cũng phải nói lại. Về cơ bản, lý tưởng của Zeon Zoom Daikun vẫn là một lý tưởng tốt, một cách đấu tranh đòi bình đẳng, hòa nhã, nên lực lượng Zeon biến chất đã bị đánh bại và sụp đổ thì chúng ta còn lại gì? Đó chính là Neo Zeon. Và phần này Hiếu xin được phép trả lại mic cho Long. Cảm ơn các bạn viewer đã lắng nghe nhé. Xin chào các bạn. Cảm ơn anh Hiếu về phần trình bày của cuộc chiến một năm nha. Sau này mà tôi có làm các phần Mobile Suit liên quan thì tôi sẽ không cần phải trình bày lại nữa các bạn nhé. Các bạn cứ xem lại cái video này là được. Ok nha kênh chat. Hội viên đâu? Hội viên cho tôi xin những cái ok ở buổi công chiếu nào. Phải thế chứ. Như vậy chúng ta đã đi qua về phát súng đầu tiên của Zeon nhắm vào phe liên bang trái đất cho đến lúc sụp đổ của phe phái này. Tuy nhiên những tư tưởng ăn sâu vào tâm trí người Zeon được mai dũa qua nhiều thế hệ vẫn còn đó. Quyết tâm mang lại sự công bằng cho dân không gian vẫn còn đang thôi thớp. Ngọn lửa bé nhỏ ấy cần một nguồn lực lãnh đạo vì sự phục hưng của đế quốc Zeon. Từ đó Neo Zeon ra đời. Neo Zeon là thuật ngữ dùng để chỉ ba tổ chức vũ trang liên biệt có liên quan đến các lực lượng của công quốc Zeon cũ. Những tổ chức này đã được thành lập vào ba thời điểm khác nhau trong dòng thời gian của Universal Century. Một lần là sau khi Titans bị đánh bại, một lần nữa được thành lập vào 4 năm sau khi phong trào Neo Zeon đầu tiên và 3 năm sau khi phong trào Neo Zeon thứ hai bị đánh bại. Chúng ta hãy cùng xem qua nhé. Đầu tiên, Aegis Zeon. Đây là lực lượng mà mình đã nhắc tới trong video trước của Narrative khi Titan liên kết với các Aegis Zeon, hoặc đơn giản là Aegis để chống lại Liên bang Trái Đất. Là các thành viên còn lại của công quốc Zeon, những người vì nhiều lý do khác nhau đã rút lui và tiến đến tiểu hành tinh khổng lồ Aegis vào cuối cuộc chiến một năm mà lúc nãy anh Hiếu đã đề cập. Hầu hết các thành viên của nhóm này tìm cách khôi phục lại công quốc Zeon bằng cách cưỡng chế và họ được dẫn dắt bởi Hamarkhan, người được chọn để cai quản những người ủng hộ công quốc, The Chosen One. Yeah, người được chọn đó bạn. Cho đến khi Maneva Lao Zabi, người sống sót duy nhất của gia đình Zabi, đủ tuổi để tự mình làm việc đó. Tuy nhiên, Maneva chỉ là con rối và là công cụ của Manha để thiết lập quyền lãnh đạo của mình. Mấy bạn thấy con nhỏ này quen không? Chính là người đã xuất hiện trong bộ anime Mobile Suit Gundam Unicorn ấy. Wow. Quay lại với câu chuyện chính, Aegis trở lại khu vực của trái đất vào ngày 12 tháng 10 năm UC0087, trong thời kỳ cao trào của cuộc nội chiến liên bang trái đất, được gọi là cuộc xung đột. Một lần nữa nha, chữ này tôi vẫn không biết đọc y chang video trước luôn, grip. Cả Titan và ALG đều khao khát liên minh với lại hạm đội của Aegis. Qua đó thì họ gần như là được nhân đôi số lượng tàu chiến của họ. ALG là cái nhóm chị dậu lần trước á, là nhóm đầu tiên mở cuộc đàm phán với lại các Aegis này, nhưng đã thất bại khi mà Haman chọn liên minh với lại các Titan. Sau đó, ALG bí mật và mở thêm một cái vòng đàm phán thứ hai, nơi mà Haman đồng ý hỗ trợ chống lại Titan. Mấy bạn cảm thấy cái bà này tư duy bà kinh khủng chưa? Thực chất nha, mục tiêu của Haman là khiến cho Titan và ALG đối đầu với nhau, để bên nào chiến thắng cũng sẽ bị suy yếu đủ mức, tạo điều kiện để lực lượng cô vượt qua và chiếm quyền kiểm soát khu vực của trái đất. Như kiểu là ngư ông đắc lợi đó các bạn. Đó, bên nào thua cũng được, miễn là một bên thua là được. Mấy bạn thấy bà tính ghê chưa? Cho phe mình đánh nhau với phe mình luôn à. Và trong khoảng một năm tiếp theo, phần lớn quân đội liên bang trái đất chiến đấu với lại quân đội mới của Neo Zeon mới được thành lập, do nhóm của Titan cũ, Karaba và thành viên sống sót của ALG từ cuộc xung đột Rip dẫn đầu. Một nhóm thanh niên từ thuộc địa Sanjila gia nhập vào đoàn tàu Agama, trở thành phi công của MSZ-010 ZZ Gundam do lực lượng ALG nắm giữ, đã gây một đòn mạnh vào lực lượng Neo Zeon lúc đó, chính là mẫu Double Zeta Gundam đó bạn. Dù vậy, nhiều người trong chính phủ của liên bang vẫn chọn làm hài lòng Hama, ngay cả khi bà ta thả một thuộc địa xuống Dublin như một cách mà biểu hiện sức mạnh của Neo Zeon và ngăn cản nỗ lực sơ tán của dân thường để thực hiện hành động này. Điều này đã gây ra một thương vong dân sự lớn, dẫn đến gần như là tuyệt chủng dân số ở Dublin. Tuy nhiên, phong trào của Hama lại không diễn ra theo kế hoạch của bà ta do sự nổi loạn của Clemitoto, tự xưng là bản sao của Jiren Zabi, dẫn đến một cuộc nội chiến của Neo Zeon.
kết thúc phong trào Neo Zeon đầu tiên sau khi cả hai đã chết trong trận chiến cuối cùng chống lại AEUG. Đấy nhá, mấy bạn coi video là mấy bạn phải nhớ được những cái thế lực do bà này tên gì, ông kia tên gì, cái mặt bạn ra sao thì bạn coi video bạn mới hiểu nha. Cho nên là tôi làm video tôi thường dẫn chứng cả tên nhân vật, cả mặt nhân vật vào luôn, mới cho mấy bạn dễ nhớ là như vậy. Rồi, tiếp tục thế lực thứ hai nè. Thì sau khi cái phong trào Neo Zeon đầu tiên kết thúc, chúng ta sẽ đến với phong trào Neo Zeon thứ hai. Vào năm UC0093, con trai của Zeon Jumdae-kun, Kasvor Remdae-kun, còn được biến đến là huyền thoại của Zeon, Char Asnoble, ngôi sao chổi đỏ các bạn, đã tạo ra một phong trào Neo Zeon thứ hai có tên là Shin Neo Zeon. Phong trào này được thành lập với mục tiêu là tăng tốc sự di cư của toàn nhân loại ra ngoài không gian, nhằm thực hiện sự tiến hóa lý thuyết nhân loại của New Time. Kế hoạch của cha bao gồm một loạt các cuộc tấn công bằng tiểu hành tinh khổng lồ quăng vào trái đất. Mấy bạn nghe có điên không? Cuối cùng dẫn đến một mùa đông hạt nhân vĩnh cửu, làm cho hành tinh trở nên không thể sống được. Và cuộc tấn công gia chạm cuối cùng là dự định sẽ sử dụng tiểu hành tinh Aegis, trụ sở của phong trào Neo Zeon cũ. Tuy nhiên, người tính lại không bằng trời tính. Kế hoạch của cha đã bị hóa sản hoàn toàn bởi lực lượng đặc nhiệm do Loden Bell của Liên bang, cùng với kẻ thù cũ của cha từ cuộc chiến một năm, chính là Amuro Ray. Cũng chính là cái đoạn Nu đấm nhau với Sa Béo. Phân cảnh kinh điển đó các bạn. Tóm gọn là ông này quyết định quăng nguyên một cái tiểu hành tinh vô trái đất, như kiểu ngày xưa Tề Thiên rơi xuống trái đất rồi hủy diệt 96% loài khủng long, gây đơn đại tuyệt chủng đó các bạn. Thúc đẩy con người ra ngoài không gian sống, cho nó mau tiến hóa lên. Đó, tư tưởng của ông đó là như vậy. Nhưng mọi kế hoạch của cha lúc đó đã đổ vỡ khi cuối cùng Nu Gundam đã kích hoạt sức mạnh thật sự của Cycle Frame chuyển sang màu xanh lá. Cùng với đó là hạm đội Jagan của Lord of Bell, cả những người lính Feo Neo Zeon của cha, dù có là kẻ thù cũng cùng chung tay một lòng đẩy lệch hướng của tiểu hành tinh, vì thật sự không ai muốn trái đất trở về thời kỳ đồ đá cả. Và cuối cùng họ đã thành công. Nếu các bạn có xem movie Gundam Narrative sẽ có một phân đoạn là ông phi công phe của Liên bang lái con Zeta ấy. Ông có nói là ánh sáng phát ra từ Narrative liên kết với cỗ máy Neo Zeon giống với ánh sáng của lúc đó. Mà lúc đó ở đây chính là cái phân cảnh Nu cản cái khối Aegis mà tôi vừa trình bày, Easter egg của phim đó mấy bạn. Và sau sự kiện trên thì Amuro và cha đều mất tích. Và chính vì cái sự thất bại đó đã dẫn đến cái sự sụp đổ của phong trào Neo Zeon thứ hai. Chúng ta cùng đến với phong trào cuối cùng nào. Neo Zeon Remain hay là The Sleep, những phần còn lại của phong trào Neo Zeon thứ hai đã rơi vào tình trạng cô lập trong 2 năm dưới sự lãnh đạo của Full Frontal. Ông là một Cyber New Time đã được thay đổi và cấy ghép để trông giống như là cha Arsnoble, người đã mất tích. Phong trào này được phục hưng vào năm UC0096 và đặc biệt danh là The Sleep bởi lực lượng liên bang trái đất vì thiết kế tay áo trang trí trên các mobile suit đặc trưng của họ. Tổ chức này không có kế hoạch sản xuất vũ khí thêm từ khi họ nhận các mobile suit từ Araham Electronics vào 3 năm trước, khiến cho nhiều máy móc của họ sử dụng trở thành thiết kế độc quyền, cũng như cái việc cải tạo máy móc đã tồn tại từ cuộc chiến 1 năm. Do đó, tổ chức này không được công nhận là một tổ chức quân sự hợp pháp bởi liên bang trái đất, dẫn đến việc họ bị coi là một tổ chức khủng bố, mặc dù có được sự ủng hộ của một lượng lớn người ủng hộ công quốc Zeon cũ trên mặt đất. Họ lại không có quan hệ chính thức với Cộng hòa Zeon cũ, và họ đã bắt đầu kế hoạch hồi sinh của mình bằng cách nhận hộp Da Black từ quỷ của nhà Viz, một vật thể bí ẩn và được cho là thứ duy nhất có thể lật đổ liên bang trái đất. Tuy nhiên, giao dịch này đã bị ngăn chặn bởi sự kết hợp của lực lượng đặc biệt London Bell với đơn vị đặc biệt. Cái chữ này đọc sao ta? E-Quad hả? E-Quad thôi, tôi để tên chữ đây nha, mấy bạn tự đọc nha. Của liên bang. Và RX-0 Unicorn Gundam từ quỷ Viz do Banager Link điều khiển. Banager! Unicorn Gundam. Và cuối cùng, những tham vọng của Neo Zeon đời thứ 3 đã bị dập tắt sau cái chết của Full Frontal. Tất cả các sự kiện liên quan tới Neo Zeon đời thứ 3 đã có trên bộ anime Gundam Unicorn. Sau khi tôi giải thích như thế này thì các bạn có thể xem và tận hưởng phim dễ hiểu hơn rồi đó. Chứ thật sự là phim Gundam Unicorn nó không có giải thích trước cho bạn đâu. Bắt buộc các bạn phải tự xem trước, tự đọc manga trước, tự đọc light novel trước, nói các thứ thì các bạn mới xem phim được. Cho nên là cái này gọi là siêu tóm tắt rồi đó các bạn. Còn về hộp Laplace thì sơ qua cho các bạn, bên trong của nó sẽ chứa một cái được gọi là hiến chương số 9. Trong đó thì cái hiến chương này công nhận con người Zeon, Cộng hòa Zeon được phép tham gia và bình đẳng chính trị trên trái đất giữa các bên liên quan. Nên trước khi được công bố thì cái hộp đó bị cướp mất, ém nhẹ cái vụ việc đó nên phe Zeon phải đi tìm là như vậy. Vào cuối cuộc xung đột Laplace, vào năm UC0100, Cộng hòa Zeon chính thức gia nhập liên bang trái đất, và đây đã trở thành kết thúc thực sự của phong trào Neo Zeon
cho đến khi chúng tái hiện dưới cái tên là Maxion Old Mobile vào năm UK 0120. Mệt quá. Vậy là tôi đã trình bày xong về cuộc chiến 1 năm và sự thành lập lũi tàn của Neo Zeon trong vũ trụ UC. Như đã trình bày thì The Slit là cái tên mà liên bang gọi Neo Zeon như một bọn khủng bố trong cốt truyện. Và từ đây chúng ta có sản phẩm sẽ review trong ngày hôm nay. Nếu thích nội dung mà mình làm, các bạn đừng quên like, mạnh tay và xem video này để nó lại được lên xu hướng nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và giờ xin giới thiệu các bạn Shin Andrew Style bản Narrative VK. Và đây cái hộp của Shin Andrew Style Narrative VK. Và nó bự chà phá vậy nè. Cộng một mẫu VK trên kênh Goodbladdy Boot VN rồi nha các bạn. He boy. Cảm ơn bạn tôi là An Hoppy Store đã hỗ trợ mình trong việc mua hàng để có một cái hộp đẹp với giá cả tốt nhất lên bài review như ngày hôm nay. Đây 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 đây, tôi biết ngay mà. Là ai bảo anh Long dạo này nhận quảng cáo nhiều thế? Xem video nào cũng có shop Kingdom hết. Ôi trời ơi các bạn ơi, cái gì tôi nói là tôi mua thì tôi nói tôi mua, và cái gì tôi nói tôi được tặng thì tôi bảo là tôi được tặng nha các bạn. Có sao nói vậy đàng hoàng nha. Tôi mà nhận quảng cáo booking á thì cái video của tôi chỉ vỏn vẹn trong vòng 10 phút thôi, làm nhanh gọn cho nó khỏe, cần gì phải kéo dài video đến 1 tiếng cho nó vừa ít tiền mà vừa tốn công. Mấy bạn nghĩ coi đúng không? Đúng đúng. Và đó gọi là làm vì đam mê đó các bạn. Cho nên từ trước tới giờ kênh vẫn chưa bao giờ nhận booking các bạn nha. Bởi vậy bảo sao nghèo hoài, làm 3 năm mà vẫn còn nghèo. Quay lại với câu chuyện chính. Nếu các bạn từng xem qua kênh của An Hoppy thì các bạn sẽ biết bạn này từ người chơi lên mở shop, nên giá cả cũng phải chăng. Trong đợt khai trương ở Kanto, Cần Thơ, thì mình có qua chơi và mở hàng. Anh nào vô đây gửi lên Facebook đây, gửi hết luôn. Rồi là đây. Dịch vụ khá là hài lòng cũng như là bạn cho mình cái giá tốt nhất, nên là yeah. Có gì các bạn có thể ghé qua shop ủng hộ ở An Hoppy nha. Như video về narrative trước tôi đã trình bày, trung bình hộp của các mẫu VK sẽ có thiết kế là hộp vô cùng sạch, và tất nhiên là nó sạch hơn cái ví của bạn ngày cuối tháng. Thiết kế bố cục chính diện Shin Andrew Style và holy shit, is that the cây phóng hai đầu trong truyền thuyết man. Với cái tính tốt khoe xấu che như cái đống PC của MG Astra thì chuẩn cơm bà nó rồi đấy. Cây phóng này là vũ khí độc quyền và chỉ có thể sở hữu ở bản MG Shin Andrew Style. Thôi mệt quá, không mấy giờ mình gọi bản VK màu trắng là bản VK 1 nha. Rồi cái bản VK Narrative là bản 2, cho nó dễ đọc nha các bạn. Cái gì mà Shin Andrew Style Narrative VK, đọc lát nữa chắc tôi lên tăng xong luôn quá. Thì đây là cây phóng, cũng là vũ khí độc quyền chỉ có thể sở hữu khi mua bản VK 2 này. Kèm theo đó là một vài thứ vô cùng thú vị, mà muốn biết thì các bạn xem tiếp đi nha. Nhớ coi tới cuối video nha bạn. Những cái người mới á, người ta mới coi video tôi lần đầu, người ta không biết cuối video có gì đâu. Nhất là mấy ông coi công chiếu á. Với màu hộp chủ đạo là trắng như ngọc trinh của Boss Art VK thì mọi thứ đều trở nên xinh đẹp khi các bạn đặt các hộp của nó gần với nhau. Chu cha mạ ơi, đúng là trời sinh một cặp. Có narrative rồi mà không up lên V2 của Style thì đúng là phí nửa đời người. Và đó là cái văn của mấy con nghiện nhựa sẽ bảo vệ, chứ gặp tôi cũng mua. Với mặt tiền sáng sủa và na ná nhau thì V2 thậm chí còn làm cho người chơi bất ngờ hơn khi tổng kích thước của hộp từ to này càng thêm chà bá vậy nè. Nó dày hơn cái hộp của narrative đúng một khúc, mà mấy ông chủ thầu nào cũng sẽ muốn rút ruột công trình. Người ta bảo rồi, con thầy vợ bạn gái cosplay, thu đi để lại lá vàng, xin đi để lại một nùi runner. Tổng số lượng runner cũ được tái sử dụng trên cái mẫu V2 này nhiều như cái số lượng người ế của cái kênh chat của vì sử dụng lại runner từ thời mà Gangnam Style còn chưa được 1 tỷ gói mè, nhằm 1 tỷ lượt view của Shin Andrew đỏ, cụ thể là ngày 27 tháng 3 năm 2013, trải qua 3 đời tái sử dụng là Shin đỏ 2013, Shin Style 2013 và Shin Style Ova 2018 đến hôm nay là 2024. Nên mẫu V2 có gần 100 bắt thừa từ nhiều đàn anh trước. Cụ thể như trên manual, đếm sơ sơ đã hơn 68 dấu ít, tức là không dùng tới khi ráp á mấy bạn. Và chưa kể một số runner này sẽ trùng nhau, nên số lượng sẽ nhân lên gấp đôi. Vậy nên đã khiến cái giá phải trả của mẫu này lên đến 1.750.000 giá hiện tại là video ngày 27 tháng 8 2024. Đạo phộng, chắc 1.700.000 đó là hết 450 tiền bắt thừa rồi á mấy bạn. Nhưng mà thôi, dù sao nó cũng chỉ là bề nổi của đống runner chìm. Cùng tôi đi đến phần nhựa và trải nghiệm nào. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa cái lọ lục bình, sẽ thật là quá đáng nếu nói rằng sản phẩm hôm nay là một sản phẩm lỗi thời và có thiết kế tái sử dụng từ 10 năm trước.
Nhưng đáng buồn thay thì nó lại là hiện tại đơn, vì nó là sự thật hiển nhiên luôn luôn đúng. Chất lượng nhựa khô của năm 2013 sao nấu chung với nhựa mới mịn của năm 2018 và năm 2024 sẽ cho bạn một cảm giác vô cùng khó tả, cũng như sẽ càng tuyệt vời hơn nếu như bạn chưa bao giờ lắp con Shinanzu đỏ. Tại sao ư? Vì bạn sẽ hoàn toàn không biết đâu là nhựa mới và đâu là nhựa cũ. Những cái thì cứng như đá, cái thì mềm dịu đến lạ, và sẽ là một trong những cảm giác thú vị như mò kim đáy bể mà người chơi nên tự thử một lần. Thách thức tất cả những ông newbie mới chơi lần đầu. Nói như vậy không có nghĩa là nó tệ các bạn nhé. Nhựa Bandai thì vẫn là nhựa Bandai, vẫn chấp nhận được, xử lý vẫn dễ, đặc biệt là khi bạn có God Hand. Và những runner mới sẽ có chất liệu tốt hơn và dễ xử lý hơn. Điển hình là cái runner X1 và S2 này hoàn toàn là bắt mới nên ráp rất là êm. Còn lại thì sản phẩm sẽ bao gồm 8 màu, khác với bản Shinanju và Shinanju Style ra mắt 2013 thì V2 nổi bật với màu nâu đỏ cho khung xương chính. Một số bạn sẽ chơi cái màu này tại vì nhìn nó khá là dị, nhưng đối với một đứa nuốt trôi Gundam AOZ với cái frame màu tím thì cái màu nâu này vẫn còn nhẹ nhàng chán. Màu xám đậm cho vũ khí và ống xả, màu đen và trắng cho phần ngực và họa tiết tách mảng. Không biết nhìn qua camera nó có bị đổi màu hay không, nhưng mà cái màu xanh navy và màu xanh xám xanh của cái phần giáp Shinanju V2 này sẽ có pha thêm màu xanh ngọc vào nha. Nó ánh lên bên trong của màu xanh dương là màu xanh lá ngọc á, chứ không phải là màu xanh navy bình thường như là con narrative. Khá là đẹp nha các bạn. Màu đỏ char red cho phần tách màu ống xả. Và cuối cùng là màu xám nhạt cho phần giáp chính. Đây rồi, mã hiệu MSN06S2 Shinanju Style phiên bản MG Narrative VK sau khi đã lắp xong. Để nói thật thì có rất nhiều bạn đã quen với hình tượng tia chớp đỏ vượt qua các lớp thiên thạch vũ trụ và trên đầu có cái sừng của con Shinanju rồi, nên sẽ rất khó để các bạn chấp nhận cái đầu trọc lóc của con Stein. Nhưng mà tin tôi đi, con Stein mới là thiết kế đỉnh cao của Bandai đấy. Nguyên bản mẫu của Mobile Suit này là MSN06S Shinanju Style, được phát triển như một phần kế hoạch của tổ chức lực lượng liên bang trái đất, được gọi là dự án UC. Style có nghĩa là đá trong tiếng Đức và tiếng Na Uy, và tên Shinanju Style được lấy cảm hứng ý nghĩa từ một viên ngọc thô. Mobile Suit này được công ty Araham Electronics, cái công ty mà video trước tôi đã bảo là cúng đồ cho AOG đánh nhau với lại Titan đó mấy ông nhớ không? Là công ty đó đó. Và mẫu được chế tạo để kiểm tra độ nhạy và độ bền của vật liệu nhẹ, cứng. Đó là Cycle Frame. Shinanju Style cũng được trang bị thêm hệ sóng Cycle Moon và hệ thống tự động lái ý thức. Nó hoạt động bằng cách sử dụng độ nhạy của Cycle Frame với sóng suy nghĩ của phi công nhằm thực hiện việc di chuyển Mobile Suit mà không cần dùng tới tay cầm hoặc là cần gạt các bạn nha. Chiếc Mobile Suit này nổi bật với khả năng cơ động cao và trang bị các động cơ linh hoạt trên chân và ba lô, cho phép nó thực hiện các chuyển động chính xác ở tốc độ cao. Và với cái tốc độ tăng khủng khiếp đó thì phi công thông thường không thể kiểm soát được con Shinanju Style. Các bài kiểm tra đánh giá được thực hiện bằng chế độ tự động để kiểm tra giới hạn của Cycle Frame. Và vì vậy, Shinanju Style bị xem là một cỗ máy bị lỗi đối với phi công người thường. Nhưng thực tế nó được âm thầm và thiết kế dành cho New Type nha các bạn. Vì Araham Electronics dự định sẽ chuyển cỗ máy này cho Neo Geon đời thứ 3, cũng chính là The Sleep, thông qua một thỏa thuận ngầm dưới hình thức là chuyển giao ngụy trang như một vụ cướp. Khúc này mới thật sự là nổ não nè. Tức là trước giờ chúng ta đều biết á, là Neo Geon cướp cái con Mobile Suit này, nhưng thực chất á, dưới cương vị của một công ty tư nhân giống như là công ty Araham Electronics thì cái thằng này nó không thể bán con Mobile Suit này cho bên Neo Geon công khai được. Vì như vậy nó sẽ mang tiếng là ủng hộ cho Neo Geon, mà Neo Geon lúc đó lại bị coi là quân khủng bố, nên công ty này phải dạng dựng lên một vụ cướp để không làm vật lòng quân liên bang đó các bạn. Vãi cái trưởng bọn tư bản à. Sau đó dựa trên dữ liệu thu thập được của Style, Neo Geon tạo ra Shinanju cho Full Frontal, còn Araham Electronics tiếp tục nghiên cứu và tạo ra RX0 Unicorn Gundam chú kỳ lân. Cho nên xét về vai vế á, thì con Unicorn nó cũng chỉ là con cháu đời sau của con Stein này thôi mấy bạn. Vậy nên nếu không có Stein thì chắc chắn sẽ không có trận chiến kinh hoàng trong phim giữa Unicorn và Shinanju đâu nha. Và đó sẽ là cái kết đẹp của Stein khi trở thành một dấu ấn của Full Frontal, phi công của Shinanju đỏ. Như Iron Man được kêu gọi trở lại với vai trò phản diện Dr. Doom trong vũ trụ Marvel, thì số phận của con Stein cũng không khác là bao. Khi movie narrative ra mắt, chúng ta một lần nữa lại chứng kiến sự xuất hiện của Stein, nhưng có hoa văn ở cổ tay và ngực. Thì cái ông tác giả mới giải thích là trong vũ trụ UC,
Cái lúc nó bán con stand cho Neo Geo á thì thật ra là nó bán tận 2 con. Mấy bạn nghe nó có hợp lý không? Đúng cái trò mà chiêu bài chống chế lấp liếm cốt truyện á, không thể nào chấp nhận được luôn á. Giống như là cái việc viết ra cốt truyện cho Narrative Kingdom là tiền đề của Uno Kingdom thì ok quá rồi đúng không? Đúng rồi. Xong ông tác giả kiểu không biết chọn phe nào làm phe đối lập á. Mấy con mobile suit bình thường á thì nó cùi quá. Ba anh em nhà Unicorn thì có phe nét rồi, nên bằng một cách không thể chống chế hơn, họ tạo ra con Shinaru Style thứ hai và trở thành kẻ phản diện. Đó là tôi còn chưa nói tới cái vụ việc mà con Neo Geon thứ hai xuất hiện trong movie Gundam Narrative á. Không thể nào chấp nhận được luôn á. Quay lại với thiết kế của Shinaru Style Narrative VK, như đã đề cập lúc đó thì con Shinaru đầu trọc này với chiều cao tổng thể mô hình là 23cm. Shinaru Style do bác Katoki Hajime thiết kế, mang đậm màu sắc của nhà Araham Electronic. Nhìn nó ra dáng của một mẫu Gundam rất nhiều hơn là những cỗ máy độc lạ của phe Neo Geon. Những chỗ như là vai, ngực, ống xả, bàn chân, đùi, vẫy trước và vẫy hông, tất cả đều được thiết kế vuông vức nhưng không bao giờ là thô thiển. Đó chính là cái mình rất thích ở Bandai. Nhìn sơ qua thiết kế của đám mô hình Gundam cũng như là mobile suit trong Gundam luôn luôn là cái đẹp tiềm ẩn. Càng nhìn sẽ càng thấy nó đẹp, chứ không phải là vuốt nhọn rồi xì bam nhiều cái thiết kế na ná nhau. Và Shinaru Style cũng không phải là ngoại lệ. Dù được thiết kế từ tận những năm 2013, nhưng đúng với cái tên của nó, một viên ngọc thô, vẻ ngoài có phần khô ráp. Đối với những bạn thấy nó lần đầu, nhưng tin tôi đi, hãy tự tay lắp một con Shinaru Style thì bạn sẽ rõ. Phiên bản nào cũng được, từ HG cho tới MG Ova hay là MV VK, thì nó vẫn giữ được những điểm mạnh của mình qua năm tháng. Và đó là vẻ đẹp đơn giản. Tới cả cái chi tiết súng thể hiện trên đầu còn làm riêng một bắt nhỏ xíu luôn mà. Từ những năm 2013 mà nó đã quá trời tỉ mỉ luôn á. Đối với phiên bản 2024 này thì sẽ có thêm vài cái nâng cấp mới. Xuất hiện lần đầu trong movie Gundam Narrative dưới dạng HG Stand Narrative và MG Ova Narrative, đặc trưng với màu xám của giáp chứ không phải là màu trắng của con Saiyan cơ bản nữa. Và nó có thêm chi tiết hoa văn ở cổ tay và đỉnh ngực. Một điểm đáng tiếc đó là mấy bạn muốn chơi sớm cái mẫu này thì ngày xưa các bạn đều phải dán sticker hoặc sử dụng kỹ thuật wash trong sơn để tách màu như là mẫu MG Shinaru đỏ. Thì giờ đây, các chi tiết này là 100% bắt mới và được tách màu thành hai màu trắng đen rõ rệt luôn. Các bạn chỉ cần cắt ra, ráp và bạn đã có ngay một hoa văn chuẩn không cần chỉnh, rất là tuyệt vời. Ngoài ra trên cả phần khiên cũng sẽ có. Cái này thì tôi trình bày theo ý tôi thôi nha. Thì cái hoa văn trên khiên của con Sten bản 2018 OVA á, nó chỉ là một cái miếng đề canh dán nha các bạn. Và hình như mấy cái ông nội Bandai khá là cay khi thấy người chơi dán lệch cái hoa văn này, nên cái bản 2024 thì cái hoa văn đã sượt sửa lại và trở thành bắt rời, gắn vào là chuẩn luôn vị trí nha các bạn. Nghe đâu có mùi mấy anh Nhật bị OCD ở đâu đây nè. Ngoài ra sẽ có thêm một số chỗ đổi màu so với bản 2018, đó là cái bắt của nó. Khi những ống xả sẽ đổi lại màu xám tách biệt so với phần cung xương, cũng như là hai cái chốt ống giữ nhiên liệu sẽ đổi thành màu xanh navy đậm sang màu nâu. Và chỉ vì cái việc đổi màu này thôi mà cái đống runner thừa bây giờ đã được thêm một khúc nữa. Mà bắt thừa dư thêm đống thì sao các bạn? Thì giá của con mô hình sẽ bị đổi lên cao chứ sao? Ủa, ai mượn chạy Bandai? Mày làm phim, mày có vẽ ra màu xanh hay màu nâu đâu? Để nguyên như cũ ai nói gì đâu? Tao thích. Nói thế chịu rồi. Bạn nói thế chịu rồi. Còn đây nữa nha, chứ các bạn thấy trên Runner R này đi, thì bạn sẽ có hai cái bắt ở hai bên ngực và đúng chỉ có hai bắt cho một Runner thôi. Vấn đề của nó là cái bắt cũ ở mặt trong thì nó sẽ trơn lùi, còn cái bắt mới thì nó sẽ có thêm hai cái vòng nhựa viền. Hả? Ủa là sao nữa vậy? Ê, cái này tôi không hiểu thiệt nha. Ông nào biết cái vòng viền này nó có tác dụng gì mà người ta phải tạo ra thêm hai cái chi tiết mới này vậy? Giải thích cho tôi phát được không? Là làm vậy chi? Và cuối cùng thì phần vũ khí sẽ có thêm bắt mới, nhưng cái đó thì tôi sẽ đề cập sau. Còn lại thì nó y chang con OVA 2018 thôi. Như vậy là xong phần ngoại hình. Tiếp theo chúng ta cùng đến với biên độ cử động nào. Về biên độ cử động, phần đầu cho một khớp đôi là hai cục bi. Về lý thuyết thì cái khớp này sẽ rất là xịn, giúp đẩy phần đầu xoay hip hop các kiểu, nhưng mà không. Cái cầm và phần giáp của con Sten quá dài, kèm theo đó là phần phía sau óc thiết kế như một cái mũ chụp, nên làm nó bị hạn chế rất là nhiều ở phần cổ. Công bằng mà nói thì chỉ có thể ngước lên rất thấp và gập xuống thì gần như là không có. Tuy nhiên để gọi là ăn gian hơn thì các bạn có thể xoay cái cục bi nối cổ gần như là sắp bung ra á, vặn nó lên thì các bạn sẽ có một cái cổ cao hơn và đầu có thể xoay được 360 độ linh hoạt hơn. Nhiều lúc vặn cổ quá lố thì vặn cái đầu ra luôn chứ không có gì. Phần này trong sách của nó không có chỉ đâu nha. Và cái này là do tôi chỉ, khá là ok.
Phần giáp vai có thiết kế đơn giản là hai chút trụ kết nối với nhau. Một cái là giúp gập tay vào ngực, và phần giáp này cũng được tính toán sao cho khi gập không gây cản trở biên độ cử động luôn. Phần trụ còn lại hỗ trợ khi co tay lên. Giáp phủ vai thì có thể được đưa lên tầm bao nhiêu đây? Và cả phần giáp vai được kết nối qua khớp chữ C nên có thể gập lên hẳn 90 độ. Phần khớp vai là một khớp tròn gập theo kiểu chữ L, như là phần háng của MGXA đó mấy bạn. Tối đa khi gập sẽ có 3 khớp mở ra: phủ vai, giáp vai và cuối cùng là khớp vai. Kết hợp với phần hỗ trợ lúc nãy tôi đã đề cập thì tối đa phần tay có thể đưa lên rất cao. Không có gì để chơi với một cái thiết kế từ 11 năm trước cả. Đơn giản nhưng mà nó hiệu quả. Bắp tay xoay được 360 độ siêu mượt. Và khi co tay, bạn có tới 4 cái piston sẽ trượt ra như thế này. Nó hoạt động khá là đơn giản bởi hai khớp chữ C được giữ lại ở rãnh trượt bên trong. Không có ý gì đâu, nhưng mà 11 năm trước đã có chi tiết thể hiện piston rồi nha các bạn. Nói thế mất quan điểm. Nguyên một cái phần giáp sau bị căng tay thì có thể mở nắp ra như thế này và được kết nối thông qua khớp chữ C. Chỗ này đóng vai trò là một chỗ giữ kiếm ánh sáng nha các bạn. Ở ngay đây, như các bạn có thể thấy thì nó sẽ có một cái khe hình chữ nhật. Ở trên phần cán kiếm năng lượng thì sẽ có một cái chốt gập ra khi bạn gắn vào lòng bàn tay. Sử dụng cái chốt đó kết nối vào phần khe của cái phần giáp này là xong. Thừa hưởng một chỗ giữ viêm năng lượng độc lạ như là Nugindam đó mấy bạn. Và cuối cùng của phần cánh tay đó là cái mà tôi ghét nhất, cái bàn tay động VK của Bandai. Thật sự để mà nói, cái bàn tay này ra mắt vào 11 năm trước, sẽ có rất là nhiều người mê mẩn cái bàn tay này, do nó vừa đẹp hơn các loại bàn tay có ba ngón dính liền như kiểu truyền thống, vừa linh hoạt hơn bàn tay tỉnh khi cầm nắm. Nhưng tin tôi đi, các bạn sẽ không muốn chơi bời gì với nó đâu. Với cái độ bền còn kém hơn mối tình đầu của Huy Tuấn thì cái bàn tay này đang trở nên lỗi thời. Mau lỏng, ghẻ thì to, dễ bung ra khi vặn và tốn rất nhiều thời gian để xử lý, do nó không còn phù hợp với tốc độ phát triển nhựa của Bandai ngày nay. Bù lại đỡ ghiền thì bạn sẽ có thêm một bàn tay tỉnh đi kèm trong bản OVA năm 2018 để cầm khẩu súng, và chỉ duy nhất một bàn tay thôi nha các bạn. Đúng là chơi với tư bản thì chỉ được tới tầm đó là cùng. Phần gập bụng về lý thuyết thì vẫn gập được, nhưng chỉ là chưa gắn giáp vào thôi. Khi gắn vào thì gần như cái phần giáp này sẽ chiếm hết diện tích để gập, nên cái khớp này gần như là bị tiêu biến. Bạn nào đã ráp rồi sẽ hiểu cái phần này. Phần hông nối với bụng thông qua một chút trụ to, giúp mẫu có thể xây qua, xây lại. Và tiếp tục một lần nữa, tôi sẽ chỉ cách bạn gian. Như các bạn có thể thấy ở đây, thì cái cục nối được kẹp lại thông qua hai chút trụ, nên nó vẫn có thể gập được nha các bạn, vẫn gập được. Chỉ là Bandai nó không nốt lại cho bạn cái việc bạn phải kéo nó cao lên khỏi khớp trụ một chút, thì sẽ khiến nó gập người thêm được một chút xíu nữa. Một xíu cũng là quá đủ cho cái thiết kế 11 năm trước rồi các bạn. Có còn hơn không? Đỡ ghiền, đúng không nào? Còn nếu như mà các bạn vẫn giữ như cũ thì nó chỉ có thể xoay qua xoay lại thôi, nó không gặp được gì hết á, do nó bị cấn. Thì cái váy có phần đơn giản, hay đúng hơn là nó tối giản, khi 6 phần váy cả trước, váy hông và sau chỉ được kết nối qua khớp bi, có thể nghiêng qua nghiêng lại, gập lên gập xuống. Vấn đề ở đây là cái phần váy sau nó to, cho nên khi gắn kết nối chỉ qua một cục bi nhỏ thì nó sẽ bị rụng xuống như này, lỏng lẻo và khó tạo dáng. Phần khớp háng sẽ có thêm một khớp mở rộng, đơn giản như mọi con MG trào lưu năm 2012-2013, được nối qua khớp chữ L, có thiết kế xoay tròn giống với phần khớp ở vai. Bắp chân thì có thể xoay được 360 độ siêu mượt và xoẹt háng ra cũng là cực phẩm, biên độ cao và không bị rơi. Bảo là thiết kế đơn giản thế thôi, nhưng chưa chắc nó đã tệ đâu các bạn. Đây là tối đa của phần đá chân khi chưa mở khớp mở rộng, rất cao và không bị vướng víu gì cả. Khi bật thêm khớp mở rộng thì nó như là mỗi lần mẹ tôi thấy tôi đi chơi net về vậy, đá rất cao và một cước là nằm, cũng như là đưa chân về sau rất tốt, không bị váy cản trở. Ok, như cũ nha kênh chat. Xong phần co chân thì câu nói quen thuộc trên kênh tôi hay trình bày đó là gì nào? 3, 2, 1. Kênh chat comment cái cho tôi đỡ quê kênh chat. Đúng rồi đấy, bạn sẽ không biết được con mô hình của bạn đang sở hữu có gì thú vị cho tới khi bạn co chân, và sản phẩm hôm nay cũng thế. Tuy có thiết kế từ hơn 10 năm trước nhưng cái khớp của con Style chưa bao giờ lỗi thời, và các bạn sẽ có tổng cộng 5 khớp gập khi co chân. Khi vừa mới bắt đầu gập, phần xương đùi bên trong sẽ trượt xuống theo như thế này. Cái khớp này khá là phổ biến những năm 2009 cho đến 2015. Các bạn sẽ thấy rất nhiều mẫu có thiết kế như này, như một dạng chi tiết thể hiện thôi, chứ cái phần giáp ngoài của nó không di chuyển theo.
Tiếp theo khi co sẽ kéo theo lần lượt hết 4 khớp còn lại bên trong, lần lượt di chuyển theo nhờ vào các mắt nói chữ C. Đẩy phần giáp ở đầu gối tách ra thành hai phần bo theo vòng cung rất là đẹp. Đồng thời khi kéo chân thì cái phần xương ở chân sẽ trượt theo, lấp cái lỗ này lại và giúp nó khi co sẽ không bị một lỗ trống nha các bạn. Như các bạn thấy đó, Bandai nó hay không phải chỉ đơn giản là do bề ngoài mang cái đẹp tinh tế, mà cả những cái nó ẩn bên trong đều cực kỳ tinh xảo. Và chắc chắn đây là thiết kế của năm 2013 đến hôm nay 2024 vẫn là cái gì đó mà nhiều hãng mô hình đến giờ vẫn chưa làm được. Phần ống xả này có hai khớp bung, một là giáp lớn ở ngoài và hai là phần xương bên trong. Do đồ cũ nên là nó bung được khá là nhiều. Nếu là những sản phẩm được sản xuất ở những năm gần đây thì Bandai sẽ hạn chế cái việc bung tối đa ống xả ở chân ra, vì nói thật là trông nó hơi thô các bạn ạ. Giáp mắt cá chân thì có thể đưa lên và hạ xuống tối đa được tầm bao nhiêu đây. Hai bộ đẩy hai bên chân thì được kết nối qua chốt đôi như thế này, có thể trượt lên và hạ xuống linh hoạt. Cũng như là được nối qua một chốt trụ nên có thể xoay được 360 độ. Và chỗ này cũng là điểm mà tôi thích nhất của mẫu MG Shinanju. Đây, ở đây nè. Như các bạn có thể thấy ở đây á, thì cái bộ đẩy này chỉ được gắn vào bắp chân ở mặt ngoài. Mỗi bên chỉ có một cái thôi. Còn mặt trong của nó sẽ không có. Và phần khung xương của Bandai lúc đó thì nó lại được thiết kế song song. Nên nếu các bạn ốp cái phần giáp vào thì vẫn che đi cái phần khung xương đã bị lõm này. Nói chung á, cái cách đó cũng được. Và sẽ chẳng có ai trách Bandai về cái việc đó. Nhưng mà đây là những anh Nhật khó tánh. Họ tạo ra hai cái chi tiết để bịt cái hõm này lại, rồi mới đắp phần giáp vào, để người chơi, người ráp có cái cảm nhận tốt tuyệt đối. Và thật cái chi tiết có phần hơi nhỏ này so với con mô hình, nhưng lại là mảnh ghép lớn vào toàn cảnh bức tranh mang tên trải nghiệm của người chơi, tạo cho họ một cảm giác lắp trọn vẹn và thích thú. Phần cuối cùng là biên độ của mắt cá. Phần khớp này có thể đẩy tối đa về phía trước và về phía sau rất là nhiều như thế này. Khi đẩy thì cái chi tiết thể hiện bít tông cũng sẽ trượt theo khá là thú vị. Ngoài ra do thiết kế giáp không cản trở nên nó có thể nghiêng qua, nghiêng lại rất là sâu. Còn mỗi bàn chân thì có thể gập lên, gập xuống tốt. Và phần khớp của lòng bàn chân thì có thể duỗi lên được một xíu thôi á. Nên là chỉ cần mỗi cái bàn chân thôi thì nó đã giúp mẫu chuối người về phía trước, không thua gì mấy ông hoàng nhạc bóp. Và khi kết hợp tất cả các khớp ở chân, chúng ta sẽ có một cú co chân vô cùng xuất sắc như thế này. Đùi co tốt, gối co tốt, bàn chân càng tốt hơn. Nói chung hàng từ 2013 như vậy nó là tuyệt vời lắm rồi mấy bạn. Phần cuối cùng của nó là phần bắt bắt. Vì phần bắt này không có thay đổi gì và được giữ nguyên từ nguyên bản của style trắng do Araham Electronics sản xuất, nên sẽ có thiết kế khá là nhỏ gọn so với Shinanju đỏ. Với thiết kế như một bộ đẩy cực mạnh với 6 ống xả phía sau, các khớp của nó thì lại được nối chủ yếu đơn giản qua 3 khớp, một cái và vào bắt và hai cái để di chuyển ở cánh như thế này. Phần ống xả nhiên liệu cũng là khớp bi nốt, đặc biệt là không có PC nên sau một thời gian chơi bị bào mòn nó đã trở nên khá là lỏng. Bù lại với cái vòng tròn đỏ, ý tôi là cái vòng tròn đỏ của phần ống xả này, nó là bắt rời và được tách màu khá là hay, chứ không phải là tôi đang nói cái chỗ mấy bạn chạy deadline thâu đêm đâu. Như cái tên của nó, viên ngọc thô mang vẻ đẹp tiềm ẩn của một mẫu vào năm 2013 mà giờ đây đang ít người biết tới. Và đó là xong phần biên độ cử động của mẫu. Có phù hợp với thời điểm hiện tại không? Comment xuống phía dưới cho tôi biết thêm nha. Ok, tiếp theo chúng ta đến với phần phụ kiện. Cũng là phần yêu thích của tôi đối với sản phẩm hôm nay. Khá là nhiều đồ chơi luôn á. Đầu tiên chúng ta sẽ có một khẩu beam rifle như thế này, được sử dụng lại từ bản Shinanju đỏ nha các bạn. Thiết kế rất là đẹp, với phần nòng bắn dài như là mũi kim, tăng tỷ lệ bắn chính xác. Kết hợp với nòng ngắm cảm biến thì nó gần như trở thành một khẩu súng bắn tỉa. Vừa hay, vừa đẹp. Bạn có thể sử dụng lại cái effect beam ánh sáng để gắn vào nòng như thế này, tạo được hiệu ứng khi bắn nha. Phụ kiện tiếp theo đi kèm không thể thiếu của khẩu rifle này đó là Rocket Bazooka. Cũng là từ bản Shinanju đỏ luôn. Ây da, lâu lắm rồi tôi mới được cầm lại cái pháo này của hàng Bandai các bạn. Hồi trước lần đầu tiên tôi cầm cái này là hàng TT Hongli. Lúc đó tôi mua hình như là tôi nhớ khoảng 50.000 một cây vào năm 2016-2017 gì đó. Với thiết kế tiêu chuẩn của một khẩu pháo bắn vật lý, mẫu sẽ có vài chốt có thể gập được như là cái càng chống đẩy ở đây để dựng pháo. Phần chứa pháo thì có thể trượt ra như này và bạn còn có thể kéo cả chùm pháo ra luôn. Chi tiết thể hiện đó bạn.
Cái chọn tay cầm này mình thấy có khá là nhiều bạn gãy rồi và tôi sẽ chỉ lại. Đó là phần tay cầm có thể được gập xuống, nhưng với điều kiện là bạn phải đè cái chốt chữ C sâu vào trong thì sẽ gập và không bị gãy nha. Nhớ nha các bạn. Và phần này cũng đã có trình bày ở trên manual rồi, mấy bạn coi kỹ rồi mấy bạn gập để nó không có bị gãy. Đó, nhà sản xuất người ta note hết rồi đó, mấy ông chơi gãy rồi chịu nha. Phần ống pháo sẽ có hai nấc kéo, một là kéo phần nòng ở trên để gắn vào súng, và hai là kéo ra dài hơn nữa để sử dụng đơn lẻ. Ngoài ra bạn sẽ có một phụ kiện là thiết bị đo bắn của cây pháo. Phần thước này thì có thể gập lên gập xuống, và phần tay gập ngang thì có thể gập ra gập vào. Kết nối đơn giản qua một chốt kẹp vào chốt hình chữ nhật ngay cái chỗ này nè. Đó, mấy bạn thấy không? Và bam, lên nòng và boom. Nói chung là tôi thích vũ khí của đám mô hình Zion và nẻo Zion hơn. Cảm giác vũ khí của nó không có được tân tiến á các bạn. Cảm giác nó hơi bị cổ lỗ sĩ so với lại Phantom Pain trái đất. Vũ khí thì có phần hơi thô, nhưng nhìn nó cứ bị thực tế các bạn, đã lắm. Ngoài ra thì khẩu pháo này còn có thể kết nối vào khẩu rifle lúc nãy mà tôi đã trình bày cho các bạn. Đầu tiên, bạn mở phần nắp này ra. Ở giữa của nó sẽ có một cái khe nhỏ và một cái khe bo tròn như thế này. Đó, cái núm lòi ra này mấy bạn thấy không? Ở phần đuôi pháo cũng sẽ có một cái hõm tương tự và bạn sẽ trượt nó vào đúng cái lõm này. Ở đây, trượt vô. Phần dưới của nòng súng sẽ có một cái ngạm nhỏ và bạn gắn nó vào phần lỗ trên thân pháo. Cuối cùng là gập cái phần nắp này lại và tất cả sẽ tự động ship liền mạch vào đuôi pháo luôn. Mấy bạn thừa nhận đi, nó là một vũ khí kết hợp rất là đẹp đúng không nào? Từ thiết kế cho tới cách kết nối đều vô cùng thực tiễn. Những miếng kim loại đan vào nhau, thiếu điều nhìn qua màn hình thôi còn ngửi được mùi nòng súng nó bốc khói luôn à. Bạn nào mà đã xem phim thì chắc chắn các bạn sẽ cực kỳ ấn tượng với đoạn full frontal rút cây pháo ra từ khiên rồi trực tiếp kết nối với súng trong lúc nó còn bay trong không gian. Hình tượng ấy nó ngầu như thế nào. Và tôi cực kỳ thích món hàng này. Từ trong phim cho ra tới mô hình, tất cả đều rất là đẹp. Và cuối cùng thì vận pháo này có thể được kết nối vào disk của Shinenzu để làm chỗ lưu trữ khi không dùng tới. Cái chi tiết màu nâu đỏ này có thể trượt bật lên và mở ra như một cái càng. Nó trượt nó ra xíu. Theo như trên manual á, một số hình ảnh đã được lược bỏ để dễ giải thích. Tôi cũng không hiểu nó là cái gì, nhưng nói chung á là cái càng này nó chỉ có thể gá nhẹ vào cái nòng pháo như thế này. Và nó giữ thì cũng chỉ được ở mức trung bình, không có được chắc chắn lắm. Tôi thắc mắc là tại sao người ta không làm một cái chốt gập hình trụ á, rồi ở đây người ta để một cái lỗ ẩn. Đó, kiểu giống như là mình gập cái chỗ này lên xong mình gắn cái chốt ẩn nó vô thì nó sẽ đẹp hơn. Tội tình gì phải làm cái càng kiểu này. Nó vừa giữ không được chắc mà nó vừa không có thẩm mỹ lắm á. Đó, theo tôi nghĩ là như vậy. Hoặc là có thể công nghệ 13 năm trước người ta nghĩ như vậy là được rồi á mấy bạn. Phụ kiện tiếp theo là phần khiên của Style. Nó có thiết kế đơn giản là một cái khiên của logo của Neo Geo đời thứ 3. Không khác quá nhiều so với cái khiên cũ của con Style trước khi bị trao đổi tay trong. À, ý tôi là bị cướp một cách nhẹ nhàng. Khi phần mũi khiên từ hai cái chấu nhọn giờ đã được vuốt nhọn. Phần khung trong của khiên cũng sẽ có thêm một cái bắt mới giúp gắn vũ khí khi không dùng. Mấy bạn nhìn cái detail của Bandai nó làm nè, đã không? Từng mm bên trong cái chi tiết bánh răng của cái khiên đều được thấy mồn một luôn. Nhìn bên ngoài vô thật sự rất là đã lắm. Phụ kiện tiếp theo cũng là đồ chơi độc quyền của bản Style này, đó là một cây phóng. Đúng vậy, tôi chỉ có thể gọi là cây phóng thôi nhé, chứ cái từ còn lại nó dính tới lại tiêu chuẩn cộng đồng á, cho nên là nói ra sẽ bị tắt kiếm tiền. Tôi không phát âm được nên là mấy bạn tự hiểu nha. Và nói là độc quyền cho sang mồm thôi, chứ cái này chả có cái mẹ gì đặc sắc cả. Chỉ đơn giản nó là 5 cái chi tiết ráp thành một cái gậy như thế này. Và cái chốt thì được kết nối đơn giản bằng khớp vuông bắt chéo nhau như hình dấu cộng. Phần lưỡi thì có thể tháo ra và rút ngắn lại bằng cách tháo rời. Tôi không hiểu luôn á, tại sao họ có thể làm một cái hõm ở giữa như thế này trong khi nó không thể trượt. Nếu cái chỗ này nha, họ làm một cái chốt trượt, trượt từ trên xuống, thể hiện cái chi tiết trượt ra rồi tỏa beam thì nó sẽ rất là hay. Đằng này á thì họ chỉ làm hai cái lỗ và một cái chốt, chỉ có thể tháo ra và thay thế thôi chứ không thể trượt được, nên rất là chán. Còn cái phần lưỡi beam á, tôi nghĩ là nó bị trầy trong cái quá trình vận chuyển hay sao đó. Nhìn nó cứ bần bần kiểu gì á, và nó còn là nhựa dẻo nữa các bạn nha. Cảm giác rất là rẻ tiền luôn. Cái độ trong của nó cũng không có. Và thề, tôi không hiểu ngày xưa Bandai tại sao có thể làm một cái lưỡi beam như vậy luôn á. Chịu thua. Nói chung á, đây là một vũ khí đi kèm mang giá trị sưu tập. Còn gọi là xịn á, thì nó không có xịn một miếng nào luôn á bạn. Cây này có thể trượt làm 3 khúc và có thể gắn vào mặt trong của cái khiên thông qua chốt giữ hình chữ nhật như thế này.
Ngoài ra cũng có thể xây ngược lại và gắn dưới phần khiên, dùng để kết hợp beam giống với lại con Shinanzu đỏ. Vớt vát lại thì cái chỗ này cũng khá là hay. Ngoài ra thì bạn sẽ có một cái pháo mô hình mini như thế này, thiết kế như một cái pháo bắn một lần với ống đựng một viên pháo duy nhất, có thể mở ra và có chi tiết thể hiện bóp cò ở đây, dùng để gắn vào ở dưới phần khiên như thế này. Phần cuối cùng là phần giáp ngoài của khẩu súng mô hình, được chuyển dạng từ Shinanzu đỏ lên rifle của Style. Dễ hiểu hơn á thì cái khẩu súng của con Style màu trắng bản 2013 á, Bandai nó làm cái súng nó khá là xấu. Công nhận xấu thiệt. Và nó là chi tiết riêng luôn, nên là khi phim narrative công bố thì khẩu súng đã được tinh chỉnh lại một xíu như thế này. Đầu tiên, bạn phải chấp nhận bỏ cái chi tiết ống nhắm này đi, gắn hai phần giáp phủ vào súng, kiểu như là bánh mì kẹp thịt á. Tương tự gắn hai vát màu nâu vào hai bên hông. Tiếp tục là gắn thêm hai mảnh màu xám. Một mảnh dài để đậy phần thân lại. Hai mảnh ở phần đuôi và tay cầm. Và cuối cùng là một mảnh ở nòng súng, trượt nó qua phần nòng như thế này rồi đẩy mạnh vào là xong. Như vậy chúng ta đã chuyển dạng của súng Shinanzu đỏ sang Shin xám. Cá nhân tôi thì không có cảm tình với cây này lắm, do thiết kế nó nhìn như kiểu đúng kiểu là đồ của phe liên bang làm á các bạn. Nó như kiểu máy móc á, chứ không phải là được như kiểu sắt thép đan lại như là con Shinanzu đỏ. Tôi vẫn thích cái cây của con Shin đỏ hơn. Tương tự với cái khiên và súng cũ thì súng của Style vẫn có thể gắn pháo bắn một lần như lúc nãy, hoặc là gắn rocket bazooka lớn. Nhìn chung thì ưu nhược điểm thì tôi cũng đã nêu, khen thì cũng đã khen và chê thì cũng đã chê ở từng dạng riêng lẻ rồi. Và bộ vũ khí của Style tôi đánh giá nó hay ở chỗ là tất cả đều có thể gá lên người và không thừa một cái chi tiết nào cả, rất là hợp lý. Tiếc là cái khiên của con Style thì nó không có gắn vô cái phần lưng giống như là lúc nó bay vô cái neo dòng rồi các bạn ạ. Nó không có chốt gắn. Tiếc chỗ đó xíu thôi. Và đó là toàn bộ những phụ kiện đi kèm của mô này. Nói muốn ná thở luôn các bạn. Bởi vậy tôi không thích là mấy con có phụ kiện nhiều là như vậy. Nhưng mà các bạn cứ công nhận đi, bộ phụ kiện của nó hay đúng không nào? Vừa đẹp, vừa nhiều cách sử dụng và nhiều tính năng có 102. Đó là tôi còn chưa nói tới cái việc cái pháo có thể gắn với cái khiên nữa nha. Thêm một dạng nữa. Nên tôi mới bảo là hơn 10 năm rồi mà vũ khí của con này chưa bao giờ lỗi thời là như vậy. Cũng như là trình bày cho các bạn newbie biết là đồ Bandai thiết kế 10 năm trước nó đã xịn như thế nào. Oh yeah. Như vậy là xong phần review. Cùng ngắm lại em đó một lần nữa trước khi đến phần tổng kết nào.
Ây dô, và thế là hoàn thành thêm được một bài review trên kênh. Nếu các bạn cho tôi thang điểm từ 1 đến 10 thì nói thẳng luôn, mẫu Shin and Dune Style này ở cái thời điểm 2024 vẫn ở mức 8 điểm về độ đẹp. Còn vũ khí thì thôi, 10 trên 10 khỏi bàn cãi. Thiết kế có phần đơn điệu nhưng không đơn giản, phù hợp với nhiều bạn thích thiết kế của Gundam cũng như là Mobile Suit trong vũ trụ Gundam. Vẻ đẹp của một viên ngọc thô thực thụ. Còn về giá trị thực tiễn, nếu đem qua so sánh với các mẫu Bandai đang làm ở thời điểm hiện nay, thì với cái giá là 1.6 triệu cho đến 1.7 triệu, đối với người chơi chân ướt chân ráo á, chưa biết gì về Gundam thì sẽ rất khó để chấp nhận được. Kể cả một đứa thích con style như tôi, cái giá mà Bandai trao cho mẫu này vẫn còn quá đắt so với những phần mới mà nó có thể mang lại được. Thế nên hãy suy nghĩ thật kỹ nha, đừng kỳ vọng quá nhiều thì bạn sẽ có một trải nghiệm tốt hơn. Vì dù sao nó cũng là một phiên bản tốt nhất và hoàn hảo nhất ở thời điểm hiện tại mà các bạn có thể mua được của mẫu style này. Và đó là ý kiến cá nhân của tôi, còn các bạn thấy như thế nào về sản phẩm này, comment xuống phía dưới cho tôi biết thêm nha. Mình thông báo luôn các bạn nha. Yeah, kênh chat cười xem cũ của tôi giờ chắc mấy bạn đó biết tới giờ gì các bạn. Chờ gì nữa, chúng ta đến phần giveaway rồi các bạn. Với sự góp mặt của bạn Lê Anh Tuấn Minh, nhà tài trợ giveaway hôm nay, sản phẩm hôm nay mà tôi sẽ giveaway cho các bạn không phải HG, không phải SD, cũng không phải MG. Nó là RG nha các bạn. RG gì ạ? Sản phẩm hôm nay tôi sẽ giveaway đó là RG Hino Gundam, hàng new siêu chưa ráp. Wow, quải trưởng. Và sẽ có thêm một phần quà bất ngờ nữa dành cho hội viên trong buổi livestream giveaway này. Tổng cộng sẽ có 2 phần quà nha các bạn. Một cái là cho người xem, một cái là cho hội viên. Nhanh trí comment xuống video này hashtag GameplayReportVN, dấu cách, một số mà các bạn chọn từ 1 cho tới 1.000 như video trước, tôi sẽ quay random giveaway cho các bạn. GameplayReportVN có tuyệt vời không các bạn? Yeah. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một nhân vật tài trợ trong video hôm nay nữa, đó là bạn Đới Anh Tuấn, với 2 suất xem CGV mỗi tháng trong mỗi video. Ví dụ như tháng đó mấy bạn muốn đi xem phim ở rạp CGV đi, thì Đới Anh Tuấn nó sẽ tặng cho bạn 2 vé miễn phí đi xem phim. Đấy, cái này là tôi hứa với Đới Anh Tuấn rồi, cho nên là hôm nay tôi sẽ cho nó lên video. Ok nha. Còn quên gì thông báo nữa không ta? Đúng rồi, nếu các bạn xem mình lâu á thì chắc các bạn đã biết được cái video của con Thunderbolt của hãng Inera làm nó tốt như thế nào ở trên kênh mà tôi đã review. Thì sắp tới đây hãng có tung ra một mẫu nó tên là Lizard, thằng lằn lửa các bạn. Và mình sẽ bán mẫu này, số lượng là 24 con đang về. Từ trước tới giờ tôi chỉ làm video thôi, bây giờ tôi sẽ bán thêm một số cái sản phẩm để kiếm thêm. Nên là bạn nào ủng hộ thì liên hệ qua phở bò của mình nha. Uy tín thì đo bằng cả cái kênh YouTube này luôn. Ok. Các bạn đừng quên like mạnh tay để mình ra thêm nhiều video review tốc độ hơn. Cũng như nếu bạn là người xem lần đầu thì các bạn cho mình xin một like và một đăng ký kênh, để chúng ta sớm lên được 40k sub nha. Tôi nghe bảo là 40k sub tôi được tài trợ cái gì to lắm để giúp một quay các bạn. Mấy bạn cố gắng giúp tôi lên 40k sub nha. Yes sir. Và giờ mình là Tàu Bảo Long trực thuộc kênh Kimla Debut VN. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.